Phổi giống như một trái lê. Phần phía trên thì nhỏ và phần bên dưới thì lớn. Nên khi bạn thở nông với phần trên của phổi, bạn sẽ chỉ nạp vào phổi 10 đến 15% khí. Và trong trường hợp đó, bạn không thể thở chậm bởi vì bạn sẽ bị ngộp thở nên bạn phải thở rất nhanh. Thông thường người ta thở 10 đến 20 lần một phút. Và cách thở như vậy làm cho tâm trí bị kích động, không thể tập trung, cũng không thể thấu hiểu sự việc. Nếu bạn muốn hiểu rõ một ý tưởng, như bạn đọc một bài thơ mà bạn không cảm thụ nó, ý chính của nó là gì, thì để hiểu rõ điều đó, bạn cần phải thở chậm lại. Và sau khi bạn đã hiểu, bạn sẽ làm như thế này. Nếu bạn luồn sợi chỉ qua cây kim, bạn thở như thế nào? Bạn nín thở. Sau khi bạn thực hiện xong rồi, bạn mới tiếp tục hít vào, thở ra. Vì sao bạn làm như vậy? Bởi mỗi khi bạn cần thực hiện một sự cân chỉnh tinh tế giữa cái nhìn của bạn và các cơ quan vận động, thì bạn cần phải kiểm soát năng lượng sống. Bạn cần kiểm soát lên thần kinh và tâm trí, và điều đó chỉ khả thi khi hơi thở của bạn ngừng lại. Nên chúng ta cần từ từ học cách làm thế nào ngưng hơi thở mà đồng thời không bị ngộp thở, không bị chết vì thiếu oxy. Vậy từ từ ngưng thở, làm cho nó biến mất. Tôi đã nói với bạn trước đây rằng đôi khi có người nói với tôi: "Dada, trong thiền tôi cảm thấy như tôi không thở." Không không, đừng lo, bạn có thở mà. Bạn sẽ không chết, nhưng bạn thở chậm. Thông thường những người hành thiền tốt, thiền sâu, họ thở khoảng 2 lần trong 1 phút. Đôi khi một lần 1 phút, tôi có một người bạn, anh ấy thực sự đáng chú ý, anh ấy đã thực hành một kỹ thuật kiểm soát thở và anh ấy thực hiện 14 lần thở trong 1 tiếng rưỡi, 90 phút. Bạn có thể tưởng tượng không? Trong nhiều phút, bạn một lần hít vào và một lần thở ra. Và anh ấy đã đạt được những năng lực tâm trí nổi bật. Anh ấy nói với tôi: "Ông biết không, khi nào tôi tập trung vào cơ thể, một sự thật tinh tế mở ra trước tôi." Và anh ấy đã mô tả những cấu trúc khác nhau mà anh ấy đã nhìn thấy. Và sau đó tôi gặp một người đang thực hành một loại yoga đặc biệt gọi là Vishuddha Yoga. Đó là một loại hình yoga rất nâng cao. Và tôi đã diễn tả bạn tôi đã trải nghiệm cái gì. Ông ấy nói: "Ông biết không, bạn của ông tiến xa rồi đó. Bởi vì những Rishi cổ xưa, những bậc thầy cổ xưa, họ đã diễn tả tất cả những điều ấy. Và chúng ta đang thiền định, đang sử dụng những cái thức đó, nhưng ông ấy đang trải nghiệm nó một cách trực tiếp." Và trí nhớ, sức mạnh, ký ức phụ thuộc vào sự thở. Nếu thở rất nhanh, đôi khi mọi người nghĩ rằng tôi không khôn lanh, tôi không thông minh. Thực ra có thể không phải vậy, chỉ vì việc thở quá nhanh do thói quen sai lầm. Có thể do thức ăn sai, có thể chỉ vì bạn không biết thở như thế nào. Và bởi vì thở nhanh thì không phát triển trí tuệ được, sức mạnh, trí nhớ không có. Tôi đã từng trải nghiệm bản thân khi tôi bắt đầu thực hành kỹ thuật kiểm soát hơi thở. Trí nhớ của tôi cải thiện rất nhiều và nó trở nên rất sắc bén. Và những gì tôi đã ghi nhớ, tôi vẫn nhớ. Vậy nên có sự tác động rất lớn của hơi thở lên tâm trí, lên trí tuệ và lên trí nhớ. Vậy nên ta cần phải học cách thở như thế nào? Thở thế nào? Tôi muốn thở rất chậm. Trong khi thiền tôi ngồi, tôi muốn kéo dài hơi thở, hầu như không thở. Trong sự im lặng tuyệt đối đó, trong vẻ đẹp của không gian đó, nơi mà hơi thở không có.
Nhưng tôi vẫn muốn thở chỉ vì tôi cảm nhận rằng oxy không đủ. Nên các yogi đã phát minh cái gọi là thở yoga hoàn toàn. Dĩ nhiên các yogi còn phát minh ra một cái nữa được gọi là pranayama, sự kiểm soát lên prana, năng lượng sống. Nhưng có chút khó khăn, có chút nguy hiểm. Nó có thể nâng bạn lên và cũng có thể hạ bạn xuống. Ở đây có rất nhiều sắc thái tinh tế khi bạn học những kỹ thuật này. Tôi sẽ giải thích nó trong một video riêng. Và bạn phải học trực tiếp từ người thầy của mình, rằng trực tiếp cá nhân, đặc biệt từ người thầy biết rõ mình dạy cái gì. Bởi vì hiện nay bạn có thể thực hành pranayama ở bất cứ trung tâm yoga nào. Và điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi. Và thời cổ xưa các bậc thầy không dạy các học trò đệ tử họ cần phải làm gì đó để chuẩn bị. Thầy nghĩ rằng đệ tử chưa sẵn sàng. Như ngày nay các thầy ở trung tâm yoga nghĩ rằng không, các học trò của tôi đã sẵn sàng. Không, chúng ta cần phải cẩn trọng với điều đó. Nhưng việc thở yoga hoàn toàn này là tốt cho tất cả mọi người. Hơn nữa thật sự tốt nếu mọi người bắt đầu hít thở như vậy, bởi vì nó sẽ giải quyết thật nhiều vấn đề về cảm xúc. Nó sẽ tăng cường sức khỏe rất nhiều và cả chức năng của tâm trí, cả cảm xúc. Khi chúng ta chỉ sử dụng phần trên của phổi, chúng ta thiếu hụt năng lượng sống lâu dài. Trung tâm ở đây luân xa Anahat trở nên bị hủy hoại và bạn mang tất cả những cảm xúc giận dữ, trầm cảm, suy nghĩ miên man không dứt. Bạn nghĩ và nghĩ, và bạn không thể chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ cứ xảy đến. Vậy chỉ cần thay đổi cách hít thở, bạn có thể thay đổi rất nhiều. Vậy thở thế nào? Ok, phổi giống như một trái lê. Phần trên thì nhỏ, phần dưới phình lớn. Nên trước tiên chúng ta phải hít đầy phần bên dưới, rồi lên phần giữa, rồi đến phần trên. Chúng ta hãy thử nghiệm. Trước hết hãy hít thở chỉ phần trên. Tôi đã bắt đầu thực sự ngộp thở, rồi thở với ngực. À, tốt hơn nhiều. Nhưng tôi cũng mất rất nhiều năng lượng để hít thở và vẫn không đủ oxy. Giờ tôi sử dụng phần bụng. Dễ dàng hơn nhiều, ít tốn năng lượng hơn và tiêu thụ oxy tốt hơn nhiều. Thế thì việc hít thở yoga hoàn toàn sử dụng tất cả ba phần phổi. Đầu tiên bạn bắt đầu với bụng, với cơ hoành. Phình bụng lên, rồi tiếp theo phình lên ngực. Và rồi phần phổi trên. À, tuyệt vời phải không? Rồi khi bạn thở ra, hóp bụng lại, cơ hoành. Và rồi phần còn lại của phổi. Vậy trước tiên mở rộng cơ hoành, mở rộng ngực, mở rộng phần trên. Sau đó thở ra ép cơ hoành, ép ngực xuống và ép phần phổi trên. Tức là hít vào đầy phần dưới và rồi phần trên. Bởi vì ngược lại, nếu ban đầu bạn bắt đầu từ đây thì bạn sẽ chèn lại. Bạn sẽ khóa không khí ở phần dưới. Và nó không thể đi ra, khí sẽ bị kẹt ở đấy. Và bạn cũng cần chú ý vào việc thở ra. Bởi vì hít vào ai cũng có thể làm, ai cũng làm được. Nhưng thở ra không hẳn vậy. Và không khí cũ sẽ kẹt lại trong phổi. Và nó sẽ mời gọi các loại vi khuẩn khác nhau. Nào vào đây, không khí ở đây tuyệt lắm. Và việc đó làm tăng nguy cơ các bệnh về hô hấp. Sự thông thoáng của phổi sẽ làm giảm rủi ro các bệnh về hô hấp và tất cả các loại cảm cúm. Nên thở yoga hoàn toàn là như vậy đó. Lấp đầy cơ hoành, lấp đầy ngực, lấp đầy phần trên. Rồi co ép cơ hoành và tất cả phần trên. Hãy cố gắng thở ra hoàn toàn. Đặc biệt trong asana, các bài tập yoga và trong thiền định,
Trong thiền định, nếu chúng ta quá chú ý đến hơi thở, hít thở thì nó sẽ làm cho ta sao lãng đối tượng của thiền định. Nên tôi sẽ đề nghị bạn, đây là bài tập về nhà của bạn, trước mỗi lần thiền ngồi xuống và làm 10 lần cả chu trình thở yoga hoàn toàn. Rồi sau đó bỏ qua không chú ý nữa. Hãy để hít thở tự nhiên, nhưng bạn đã thực sự thông thoáng phổi. Và vào bát ngày nữa, đặc biệt nếu bạn thấy bạn đang ở trạng thái căng thẳng, hãy dừng lại một lúc và thực hiện thở yoga hoàn toàn. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trong tâm trí rất rất rõ ràng. Nhiều người đã viết cho tôi, họ nói: Dada, điều đó thật là chân phúc. Làm sao lại được như vậy? Sao trước đây tôi không biết? Thật tuyệt vời. Vâng, nó thật tuyệt diệu. Khi bạn hít thở đúng cách và khi bạn thở một cách chậm rãi, bạn sẽ tận hưởng một trạng thái rất tĩnh lặng, rất bình an, rất chân phúc trong tâm trí. Các yogi cũng nói rằng đã có ấn định số lần hít thở nhất định cho bạn trong cuộc đời này. Bạn có thể thở nhanh và chết sớm, hay bạn thở chậm và sống lâu. Vậy đó là sự lựa chọn của bạn. Cảm ơn rất nhiều. Đến đây chúng ta đi qua một nửa chương trình rồi. Chúc mừng các bạn. Tôi gửi sự trân trọng đến các bạn. Đây là những điều thật tuyệt vời. Và trong video tiếp theo chúng ta sẽ tiếp xúc với những khía cạnh sâu hơn của thực hành tâm linh. Tôi sẽ giải thích làm thế nào để kích hoạt và điều khiển các cảm xúc. Làm thế nào để đánh thức tình yêu trong ta. Và đó là những gì thực sự rất rất đặc biệt. Cái gì đó rất độc đáo và đẹp đẽ. Namaskar.